Hello, Biển Xanh xin kính chào quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân. Kính chúc quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui nhé. Hôm nay thì Biển Xanh đang có mặt trong khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị nhé. Quý anh chị ơi, hôm nay Biển Xanh xin được phép chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một sản phẩm ký gửi mới, đó là một căn nhà hướng Bắc nằm trong đường số 4 của khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia quý anh chị nhé. Căn nhà này là hướng Bắc, diện tích là ngang 5, dài 15 bằng 75m², sổ hồng riêng, nhà đã hoàn công đầy đủ. Đất là đất thổ cư 100% quý anh chị nhé. Đây, con đường này người ta ở cũng rất là sung đó quý anh chị. Phía trước thì chính là sân bóng. Đây, phía trước tay Biển Xanh chỉ chính là sân bóng. Khu vực này thì dân cư ở rất là đông đúc rồi. Xin mời quý anh chị và các bạn mình cùng tham quan phía bên ngoài của căn nhà nhé. Đây chính là phía bên ngoài của căn nhà. Xây kiểu khá là đẹp đó quý anh chị. Diện tích là ngang 5, dài 15 bằng 75m², sổ hồng riêng, thổ cư 100%. Nhà xây rất là kiên cố vững chắc. Phía ngoài cũng có làm cổng bằng sắt bảo vệ rất là an toàn quý anh chị nhé. Đây, phía bên ngoài của căn nhà. Xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi vào phía bên trong căn nhà để tham quan với Biển Xanh nhé. Bước vào trong là mình sẽ gặp một khoảng sân để xe. Đây. Tiếp theo là cửa kính cường lực, cửa 4 cánh quý anh chị nhé. Mẫu nhà mới bây giờ người ta xây, người ta thường hay làm cái mẫu cửa là 4 cánh. Khi mà mình mở hết ra thì nó rất là rộng. Bước vào bên trong thì mình sẽ gặp ngay phòng khách đó quý anh chị. Mình mua căn này mình được tặng nội thất. Chủ nhà chỉ lấy lại tivi với cái tủ quần áo thôi quý anh chị. Còn bàn ghế này kia thì mình được tặng đó quý anh chị nhé. Đây chính là phòng khách. Cái trần nhà người ta làm cũng khá là cao ráo và thoáng mát đó quý anh chị nhé. Căn này người ta thiết kế cũng khá là đẹp. Bước vào trong chính là dàn bếp. Căn này thì chủ nhà đang cần tiền cho nên là bán gấp với cái giá là 1,9 tỷ bao sang tên công chứng đó quý anh chị nhé. Sổ hồng riêng rồi, mình mua là chỉ việc lên phòng công chứng Đức Hòa là sang tên công chứng ngay. Căn này thì do chủ nhà người ta không có ở đây cho nên là cúp điện, đề phòng cháy nổ cho nên là cúp điện nên là Biển Xanh không có mở lên được. Diện tích là ngang 5, dài 15 đó quý anh chị nhé. Tiếp theo thì Biển Xanh sẽ mời quý anh chị mình đi lên lầu để tham quan. Đây, cái cầu thang người ta làm bằng gỗ. Cái cầu thang kiểu hiện đại bây giờ nhìn rất là đẹp đó quý anh chị. Hai bên thì có gắn kính cường lực rất là an toàn. Cửa cầu thang bằng gỗ nhìn rất là đẹp. Căn này là một lầu đúc thật quý anh chị nhé. Diện tích là ngang 5, dài 15, sổ hồng riêng, thổ cư 100%, nhà một lầu đúc thật. Trên lầu này thì mình có hai phòng ngủ và một phòng thờ đó quý anh chị ơi, một bề kép xe và cái chỗ để phơi đồ nữa. Đây là một phòng ngủ quý anh chị nhé. Diện tích là ngang 5, dài 15, căn nhà này là hướng Bắc. Đây, phía bên ngoài này thì mình có thể làm phòng thờ được quý anh chị. Và phía ngoài thì còn có cái ban công. Khu vực này dân cư ở rất là đông đúc quý anh chị nhé. Khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách Sài Gòn chỉ 3 km. Trong khu này thì đang có xây trường mầm non và trường cấp 1. Chính vì thế mà cái giá đất, giá nhà ở trong khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia này nó đang rất là có giá đó quý anh chị nhé. Mình mua để đầu tư sinh lời. Cúp điện cho nên quay nó hơi bị tối quý anh chị ơi. Trên lầu mình có hai phòng ngủ, một phòng thờ và một WC. Phía ngoài này thì mình có thể đây là cái giếng trời nhé quý anh chị, cho nó cái không khí nó sáng sủa. Ở đây thì mình có thể đặt được máy giặt và WC. Bị cúp điện nên quay nó hơi bị tối quý anh chị thông cảm nhé.
Quý anh chị và các bạn có quan tâm đến vị trí và giá của căn nhà hướng Bắc nằm trong khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia? Căn nhà một trệt một lầu đúc thật quý anh chị nhé, nhà xây kiên cố, giá là 1,9 tỷ, bao sang tên công chứng, thì hãy nhanh tay nhấc máy lên, kết bạn Zalo hoặc gọi cho Biển Xanh số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Căn nhà này một trệt một lầu đúc thật đó quý anh chị ơi, diện tích là ngang 5 dài 15 bằng 75m², nhà xây kiên cố, bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 1 phòng bếp, 2 WC và sân để xe, giếng trời. Căn này mình mua để ở được đó quý anh chị. Khu cái đường số 4 khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia này, dân cư người ta ở cũng rất là nhiều, rất là sung. Đây là không gian của phòng bếp quý anh chị nhé. Khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia nó cách Sài Gòn chỉ khoảng 3 km thôi quý anh chị ơi. Khu vực dân cư rất là đông đúc, gần chợ, trường, bệnh viện Hàn Quốc, trường mầm non cấp 1, cấp 2. Đặc biệt thì trong khu này cũng đang xây trường mầm non và trường cấp 1 rồi. Chính vì thế mà giá đất, giá nhà nó khá là tăng nhanh đó quý anh chị. Mình mua để đầu tư sinh lời hoặc để an cư lập nghiệp. Thì căn nhà hướng Bắc, diện tích 5 x 15, nhà xây kiên cố này, sổ hồng riêng, bao sang tên công chứng, giá chỉ có 1,9 tỷ. Thì hãy nhanh tay kết bạn Zalo hoặc gọi cho Biển Xanh số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Khi mình mua căn nhà này thì chủ sẽ lấy cái tivi và cái tủ quần áo, còn lại tất cả toàn bộ trong nhà để lại. Phía bên ngoài của căn nhà rất là đẹp quý anh chị ơi. Mẫu xây theo kiểu hiện đại thời 4.0 rất là đẹp. Trong cái khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia này thì rất là nhiều kiểu mẫu người ta xây cái năm 2019 này rất là đẹp đó quý anh chị. Căn nhà này thì đã hoàn công đầy đủ rồi, sổ hồng riêng, thổ cư 100%, mình mua là chỉ việc lên phòng công chứng Đức Hòa là sang tên công chứng ngay quý anh chị nhé. Nhà một trệt một lầu đúc thật, diện tích là 5 x 15. Căn nhà này là hướng Bắc, giá là 1,9 tỷ. Quý anh chị và các bạn quan tâm đến vị trí và giá của căn nhà này thì hãy nhanh tay kết bạn Zalo hoặc gọi cho Biển Xanh số điện thoại quen thuộc 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Đường trước đất là đường nhựa rộng 12m, càng mưa càng sạch, rộng thanh thang quý anh chị nhé. Đường thông nhiều hướng. Khu vực dân cư phát triển rất là sầm uất. Quý anh chị và các bạn xem video của Biển Xanh thì hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất về bất động sản nhé. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau.